phương pháp giải hệ phương trình trong đề thi vào 10 thì chúng ta sẽ làm gì? Ý thứ nhất, bước 1 là nếu có căn, hoặc có mẫu thì ta sẽ phải đặt điều kiện. Thế thôi, còn nếu không có, nếu không có căn, nếu không có mẫu thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Bước 2 chúng ta có thể làm gì? Ta có thể đi tìm, hoặc nếu tìm không thấy thì chúng ta sẽ tạo ra. Tìm cái gì vậy thầy? Tạo ra cái gì vậy thầy? Tạo ra hai biểu thức giống nhau. Tạo ra hai biểu thức giống nhau để làm gì? Để cộng, để trừ cho nó về không. Được chưa? Đó. Rồi các bước tiếp theo thì tự em sẽ biết phải làm gì nhé. Tự em phải biết làm gì. Chú ý đôi khi nếu đề bài mà nó cồng kềnh quá thì ta có thể rút gọn nhé. Chú ý. Chú ý. Tức là nếu đề bài, nếu đề mà dài quá thì ta có thể rút gọn trước khi mà làm bất kỳ điều gì cả. Ta có thể rút gọn. Được chưa? Đấy, ta có thể rút gọn nhé. Đấy, phương pháp giải hệ phương trình thi vào 10 như thế. Đây là thầy tổng hợp các đề thi vào 10 đây. Từ dạng cơ bản này, dạng rút gọn này và dạng ẩn phụ hay dạng gì thì dạng chúng ta vẫn giải bình thường như thế nhé. Đây, chẳng hạn như là chúng ta sẽ giải bài này đi. 2 nhân đây đây. Ok. Nào. Để có một loạt này. Đây, mấy bài cơ bản copy một loạt nhé. Đây, bài cơ bản đây. Muốn giải bài nào cũng được. Đây, loạt cơ bản đây. Đấy, có 4 bài cơ bản. Em xem muốn thầy giải bài nào. Bài nào cũng được. Giải bài nào nào? Giải bài 1 nhé. Giải bài 1 nhé. Giải bài 1 này. Đề bài là giải hệ phương trình. Giải hệ là x trừ 2y bằng 3. 3x cộng 2y bằng 1. Đấy. Thì hãy phát hiện cho thầy hai biểu thức giống nhau. Hãy phát hiện cho thầy hai biểu thức giống nhau. Mời bạn Ngọc Triển nào. Em thấy hai biểu thức nào giống nhau? Mạnh Giàu nào? 2y và... À đúng rồi, 2y. Dạ. Ok. Em nhìn thấy 2y ở trên và 2y ở dưới đây. Nó chỉ khác nhau dấu trừ và dấu cộng đây thôi. Vậy chúng ta sẽ làm gì để cho nó về không? Cộng với nhau hay trừ cho nhau nhỉ? Cộng hay trừ ở trên? Trừ ạ. Rồi, trừ cho nhau nhé. Rồi, x mà đem trừ đi 3x. X mà trừ 3x thì sẽ ra trừ 2x. Tiếp, trừ 2y. À đâu, cộng chứ. Mình phải cộng với nhau chứ sao lại trừ bẫy mình à? X cộng với 3x sẽ là 4x. Tiếp, trừ 2y cộng 2y sẽ là 0. Tiếp, 3 cộng 1 sẽ là 4. Như vậy là 4x bằng 4. Trong hai phương trình đã cho của đề bài, ta sẽ chọn một cái để giữ lại thôi. Ta chọn một cái để giữ lại. Chẳng hạn, tôi sẽ chọn là 3x. Hoặc là chọn cái là x đi. Trừ 2y bằng 3. Thì thế thôi, tương đương. Đó, bạn làm nốt giúp tôi, tôi nghe điện thoại. Alo. Alo thầy ạ. Ừ, thầy đây. Em Hồng Anh thầy ạ. Ừ, Hồng Anh, thầy nghe. Thầy này em nhìn nó bị một suốt bị mất điện thầy ạ. À, ok ok em. Thầy có ghi lại bài giảng đấy rồi nhá. Vâng, có tiền okay. Em của tôi ạ. Nhất trí, nhớ inbox nhá. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn. Rồi, đấy, thấy bạn chăm chỉ chưa? Khi mà bị mất điện cái là phải alo cho thầy để nhờ thầy quay lại video á. Nhá, rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn Triển nhé. Nào, 4 nhân x bằng 4. Như vậy x sẽ bằng 4 chia 4, tức là x bằng 1 thôi. Nhá, thay x bằng 1 xuống bên dưới, chúng ta thấy là chỗ này là số 1 nhá. Đây là 1 này. Đó, trừ đi 2 nhân y bằng 3. Đấy.
Ok, x bằng 1 ta cứ chép lại thôi. Đấy, chuyển sang đây thì 2y bằng âm 2, như vậy là y sẽ bằng âm 1. Hết bài rồi, đó, được chưa? Y bằng âm 1, vậy hệ phương trình có nghiệm. Hệ có nghiệm là gì? X bằng 1, y bằng âm 1. Đó, hết một bài, được chưa? Và các em quan sát này, bài 2 cũng tương tự nhé. Bài 2 em nhìn thấy là 3x ở trên này, 3x ở dưới nó giống nhau sẵn rồi, cho nên thầy sẽ không làm nữa, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài 3 nhé. Bài 3 thầy sẽ chép đề bài bài 3 xuống đây. Bài 3 nhé. Đây là giải hệ phương trình là x trừ đi 4y bằng trừ 10, 3x cộng 2y bằng 12. Đó, đây là alo em. Em chào thầy ạ. Thầy chào em. Thầy ơi. Thầy đây. Thầy cho em xin nghe. Em chỉ có số tài khoản thôi, nhưng mà ủa em xin được số tài khoản, nhưng mà em lại không biết thầy ở ngân hàng nào. Ngân hàng MB, chủ tài khoản Ngô Hữu Long. Ngân hàng quân đội MB. À, ngân hàng MB ạ. À, là vâng. Ngô Hữu Long ạ. Vâng. Dạ con, để em lấy em chuẩn nhà đọc. Dạ ok chị. Đấy, lại có người tốt nữa rồi, lại chuyển tiền cho mình rồi, lại có tiền đi uống trà sữa rồi, thấy không? Sao thế Đình Huy? Đình Huy gọi là gì thầy à? À, với bài tập này thì các em nhìn này, chúng ta thấy là 1x với 3x thì không giống nhau rồi nhá. 4y với 2y cũng không giống nhau rồi, có nghĩa là tìm mà không thấy giống nhau thì chúng ta sẽ tạo ra giống nhau nhé. Tạo ra giống nhau thì có hai cách để tạo ra giống nhau trong bài này này. Bên trên là 1x, bên dưới là 3x. Vậy chỉ cần nhân 3 lên trên thôi thì nó sẽ giống nhau luôn, được không? Cách 2 này, bên trên là 4y, bên dưới là 2y. Vậy chỉ cần nhân 2 với bên dưới thôi thì nó sẽ giống nhau là 4y luôn. Đó, các em chọn cách nào cũng được luôn nhé. Chọn cách nào cũng được luôn. Ví dụ tôi chọn cách là phương trình bên trên tôi giữ im nhé. Đây là trừ 4y. Đó, giữ im luôn, không có làm cái gì cả. Ok. Thế còn phương trình bên dưới này, tôi này, bên trên là 4y này, bên dưới là 2y, ôi nhân đôi lên là thành 4y ngay, được không? Nhân đôi lên, như vậy 2 nhân với 3x sẽ trở thành 6x. 2 nhân với 2y sẽ trở thành 4y. Đó, nhìn thấy 4y trên, 4y dưới giống nhau không? Đó. Nhớ là 2 cũng phải nhân luôn cái 12 nữa để trở thành 24 nhá. Được không? Đó, thế thôi. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cộng với nhau để cho nó 4y với 4y nó triệt tiêu nhau nó về không nhá. Như vậy 1x cộng 6x sẽ là 7x. Được chưa? Trừ 4y cộng 4y sẽ bằng 0. Ok. Trừ 10 cộng với 24 sẽ là bằng 14. Quá ngon luôn. Trong hai phương trình đầu tiên, phương trình nào ngon thì ta giữ lại nhá. Phương trình nào ngon ta giữ lại. Chẳng hạn như là x trừ đi 4y bằng âm 10. Đó. Khá là đơn giản. 7x mà bằng 14, như vậy là x sẽ bằng 2. Thay bằng 2 xuống dưới này là 2 trừ đi 4y bằng âm 10. Đó. Bây giờ tiếp tục x bằng 2 ta chép thôi. Chỗ này hơi nhăn chán một tí này. Nhá. À, con trừ 4y với con trừ 10 sẽ đổi chỗ cho nhau. Đổi chỗ cho nhau. Như vậy là 10 sẽ sang bên này chơi với 2 để trở thành 12. Còn bên kia là 4. 12 chia 4 sẽ bằng 3. Như vậy y sẽ bằng 3. Đó. Được chưa? Vậy hệ có nghĩa. Là x bằng 2, y bằng 3. Đấy, thấy chưa? Có nghĩa là ban đầu thì chúng không giống nhau, nhưng bằng một động tác kỹ thuật nào đó chúng ta đã nhân ra để tạo ra giống nhau đấy. 4y với 4y giống nhau nha. Đấy, tạo ra cái biểu thức giống nhau luôn. Được chưa? Thế còn bài 4 thì cũng tương tự bài 3 thôi. Chúng ta khéo nhân một chút là sẽ giống nhau ngay thôi. Ok. Đấy, dạng cơ bản. Nhưng thường thường thấy quan sát thấy đề thi cơ bản chỉ ở một số nơi thôi, ít lắm nha. À, Hải Yến xin nghỉ, ok. Đấy. Thế còn đề Hà Nội thì chắc là cũng chưa thấy cái đề cơ bản nào. Các em chép đi. Loạt đề tiếp theo là loạt đề chúng ta có một cách giải khác nha. Có một cách giải khác đây. Ví dụ bài là rút gọn trong giải đi. Rất là nhiều luôn. Phải nói là gần như sẽ không có ai hoàn thành tập bài này cả. Bởi vì nó khá là nhiều. Nó khá là nhiều. Chúng ta có thể rút gọn trong giải nhé. Nhìn đề bài này có một kênh thì ta rút gọn đã. Nhìn cho nó gọn mắt đã. Đó.
Khá là cồng kềnh luôn. Như vậy chỗ này là có tới 10 ở đâu? Có tới 6 hệ phương trình. Em muốn thầy giải hệ nào? Nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 hệ này giải giống nhau nhá. 6 hệ này cách giải là giống nhau. Em muốn thầy làm hệ nào thì em cứ bảo thôi. Được không? Nào, theo em thì em muốn thầy làm hệ nào nào? 6 cái như nhau thôi, thầy sẽ chọn một cái để làm thôi nhá. Theo em thì hệ nào khó nhất nào? Là Duy Dương. Duy Dương nhìn thấy hệ nào khó nhất? Ôi trời. Các bạn phải sẵn sàng khi thầy gọi nhá. Có thể gọi hỏi bài, có thể hỏi chỉ để điểm danh thôi, hoặc là cái này bài số mấy là khó nhất cho người dạy này nhỉ? Số 3 là số 6. Số 3 hay số 6? Số 6 thôi nhé. Số 6 thì ok, thầy sẽ giải cho các em bài số 6 nhé. Thế còn 5 bài còn lại các em dáng mà làm nhé. Đến lúc thi thật mà lại y xì như thế này thì lại đau đầu nhé. Đây thầy sẽ giải cho các em bài số 6 nè. Đề bài là giải hệ phương trình. Là 2x cộng với y nhân x trừ 3 bằng xy trừ 1 3x nhân x cộng 3 x cộng 1 chứ x cộng 1 cộng 2y bằng 3x bình phương cộng 5. Rồi đề bài nhìn ra nó rất là cồng kềnh như thế này, chúng ta có thể rút gọn như sau. 2x tôi chép lại này, 2x tiếp y nhân x thì tôi viết thành x nhân y cho nó đẹp nhé. Tiếp y nhân âm 3 thì là trừ 3y. Tiếp bằng xy trừ 1. Đó, thì ở đây tôi có rút gọn được cái này. Bên này có xy này, bên này có xy này. Đó, hai cái này giống nhau, tôi rút gọn nó đi. Được không? À, bên dưới nào, 3 nhân x thì là 3x bình phương. 3 nhân x nhân 1 thì là 3x. Cộng 2y. Đó, 3x bình phương. Cộng 5. Nào, ta thấy cái gì rút gọn được nào? 3x bình phương bên trái với 3x bình phương bên phải cũng rút gọn cho nhau. Được chưa? Và sau khi rút gọn như thế, thì ta sẽ được một hệ phương trình khá là cơ bản thôi. 2x này, xy rút gọn mất rồi, trừ 3y này. Đây, xy rút gọn mất rồi, còn trừ 1 thôi. Bên dưới 3x bình phương rút gọn mất rồi, như vậy chỉ còn là 3x cộng với 2y bằng 5. Đó, như đấy, từ một hệ là rất là dài dòng thì đến bây giờ chúng ta có một hệ phương trình cơ bản rồi. Nào, bạn nào làm tiếp hệ phương trình này cho thầy? Nào, có ai xung phong làm tiếp bài này cho thầy không? Có ai xung phong không? Bạn nào xung phong làm cho thầy nào? Mạnh dạn lên em, liều lĩnh lên. Phải liều. Sai thì thầy sẽ giúp. Nào, mời các bạn khác làm nào. Em thưa thầy, em sẽ nhân với ở 3 ở phương trình đã. Phương trình dưới bằng 6. 6x trừ đi 9y bằng âm 3. Tốt. Bên dưới là 6x cộng với 4y bằng 10. Quá tốt. Rồi bây giờ trừ hoặc cộng cho nhau. Em trừ ạ. Trừ thôi. Cộng bằng 0 với trừ 13 y ạ. Rồi, bằng trừ 3 trừ 10. Bằng trừ 13. Quá tốt. Trong hai phương trình đầu tiên giữ lại một cái thôi. Em giữ lại phương trình đầu tiên ạ. 2x. Tuyệt vời. Được đấy. Y bằng 1 ạ. Rồi, y bằng âm 13 trên âm 13, như vậy là y bằng 1. Thay y bằng 1 xuống. Bằng 2x trừ 3 nhân 1. Bằng âm 1. Bằng âm 1. Tốt rồi. Như vậy được y bằng 1 ở bên trên. Y bằng 1.
âm 3 bay sang kia. 2x bằng 2. Vậy x bằng 2 ạ. 2x bằng 2 và x bằng 1 thôi. Yeah. Vậy hệ phương trình có nghĩa là x bằng 1, y bằng 1 ạ. Tốt. Xong, đó. Các bạn xem. Tức là một đề bài mà nếu nó dài ạ, thì đấy chúng ta sẽ tìm cách nhân ra để rút gọn nó. Và sau khi nhân ra rút gọn nó thì chúng ta sẽ được một hệ quy trình rất là đẹp cơ, rất là đẹp, rất là cơ bản. Được chưa? Đó, ý tưởng là giải toán như thế thôi. Đấy, đấy quan sát nhá. Thì 5 bài còn lại là giải giống như thế các em nhá. 5 bài còn lại giải giống như thế, các em cố gắng về nhà tự làm nhá. Được chưa? Đấy, các em chép đi. Em chép xong chưa? Rồi nhá. Ok, đặt ẩn phụ xong giải thì chúng ta chỉ làm ẩn phụ trong tưởng tượng thôi, chứ không phải là bắt buộc chúng ta phải đặt dùng hẳn chữ đặt thì mới là đặt nhá. Tức là ta tưởng tượng nó là ẩn phụ và thầy sẽ hướng dẫn các em cách tưởng tượng. Tưởng tượng ẩn phụ đơn giản thôi. Đó. Đấy mà làm tốt mấy cái loại này rồi thì yên tâm. Thi vào 10 Hà Nội thì cũng chưa thấy có đề nào mà lạ mà trượt được cái loại này. Đấy, làm tốt nốt cái dạng này nữa là xong luôn nhé, yên tâm luôn. Đó. Được chưa? Có mấy bài này? Bài 1 này. Bài 2 này. Bài 3 này là giống nhau. 1 2 3 là giải giống nhau nhá. Ok. Bài này. 4 này. 5 này. Là giống nhau. Bài 4, bài 5 giống nhau nhé. Tiếp này. Bài 6 này. Bài 7 này. Bài 8 này. Làm giống nhau. Được chưa? Bây giờ chỉ còn mỗi là bài 9 nó hơi khác chút thôi. Đấy, bài 9 nó hơi khác chút nhé. Bài 9 là hơi khác chút. Có nghĩa là trong 3 bài 1, 2, 3 thầy sẽ chữa 1. Trong 2 bài 4 và 5 thầy sẽ chữa 1. Trong 3 bài 6, 7, 8 thầy cũng sẽ chữa 1. Còn thầy chữa nốt cả bài 9 cho các em. Bây giờ mời các em chọn bài tiếp. Các em cứ mạnh dạn chọn đi. Thực ra nó cũng tựa tựa nhau thôi. Nhưng mà vấn đề là mình được lựa chọn vẫn thích hơn. Đúng không? Được lựa chọn vẫn thích hơn. Các em chọn giải bài nào để thầy làm nào. Nào các bạn ơi. Đấy. Bài 2 nhá. Ok. Rồi. Thầy theo yêu cầu của một bạn thầy sẽ giải bài 2 nhé. Giải bài 2. Và khi mà thầy giải bài 2 rồi ạ, thì có nghĩa là bài 1 với bài 3 là thầy sẽ không làm nữa đâu. Đấy, các em sẽ phải tự làm đó nhé. Nào bài 2 nào. Thầy chép đề bài bài 2 nhé. Đề bài khá là dài. Đề bài khá dài. Đấy, thầy thu bớt lại. Yeah, đấy, thu bớt nó lại như thế. Rồi, đây đề bài bài 2 đây. Được chưa? Giải bài 2 nào. Một chia cho x cộng x trừ 2 cộng với một chia cho 2y trừ 1 bằng 2. Các em chép lại đề bài đi nhé. 2 chia cho x trừ 2 trừ cho 3 chia cho 2y trừ 1 phải bằng 1. Đấy. Để giải bài này thì đầu tiên các em phải nhớ rằng ta có điều kiện nhé. Điều kiện này. Các em thấy x trừ 2 nó ở dưới mẫu nhé. X trừ 2 ở dưới mẫu. Cho nên em sẽ đặt điều kiện là x trừ 2 là mẫu à. Mẫu thì phải các không thôi. Được chưa? Tiếp. Em lại thấy 2y trừ 1 ở dưới mẫu nhé. Đấy. 1 là tử này.
2y trừ 1 là mẫu nhé. Vậy thì 2y trừ 1 này, đó cũng phải các không luôn. Được không? Đó. Và khi có nhiều điều kiện thì chúng ta viết trong một cái ngoặc này như này, ngoặc nhọn như này nhé. Ok chưa? Đó. Rồi, giải chỗ này một chút, chuyển con 2 sang thì sẽ là x khác 2 nhé. Đấy, chuyển con 1 sang thì đây sẽ là x khác 1 phần 2. Đấy, thế là xong điều kiện nhé. À, thường thường là điều kiện xong là nếu như mà ba em chấm có thể là cho các em là 1/4 điểm rồi, đấy, ví dụ thế. Và cũng có thể là không cho điểm, tôi cũng chưa rõ cái chỗ này lắm. Nhưng mà nhiệm vụ của em là vẫn phải đạt điều kiện. Và bây giờ tôi sẽ nói với các em về ẩn phụ nhé. Ẩn phụ này, các em thấy chỗ này là 1 chia cho x trừ 2, trong khi chỗ này lại là 2 chia cho x trừ 2. Vậy chỉ cần nhân 2 lên phương trình bên trên là chúng sẽ giống nhau ngay. Và cái ẩn mà chúng ta thu được đó gọi là ẩn phụ nhé. Ẩn ở đây không phải là x, ẩn đây không phải là y, mà ẩn ở đây là 1 chia cho x trừ 2. 1 chia cho x trừ 2, được chưa? Cả cái cụm mà thầy quanh đây gọi là ẩn. Đấy, tôi gọi là ẩn phụ. Nếu mà các em chả cần nói ẩn phụ cũng được. Có nghĩa là cứ làm thế nào làm hai biểu thức mà thầy vừa tô màu hồng đây là nó giống nhau là được. Vậy thì cách thứ nhất là ta nhân 2 vào đây thì đây là 2 trên x trừ 2, bên dưới cũng là 2 trên x trừ 2, thế là nó giống nhau. Cách khác nhá. Cách khác này. Chỗ này em thấy là 1 chia cho 2y trừ 1. Chỗ này em lại thấy là 3 chia cho 2y trừ 1. Vậy muốn giống nhau thì ta phải làm gì? Đó. Nào, muốn hai chỗ màu tím giống nhau ta phải làm gì? Xin mời bạn Hương Giang nè, Ngô Hương Giang. Nếu bây giờ thầy muốn hai chỗ màu tím này giống nhau thì thầy sẽ phải nhân bao nhiêu? Nhân mấy để giống nhau? Mạnh dạn lên Hương Giang. Cái này thì giống với đề thi thật rồi. Ồ, Hương Giang mic nhắc đâu rồi? Nào, mời bạn Hiệp nào. Hiệp. Nào, thầy muốn hai chỗ này giống nhau thì phải làm sao? Thầy ơi, em hỏng mic. Suốt ngày hỏng mic chán thật. Nào, bên trên là 1, bên dưới là 3. Vậy nhân bao nhiêu để giống nhau nào? Nhân 3. Nhân 3 lên trên hay nhân 3 xuống dưới? Trên ạ. Quá chuẩn luôn. Tức là ta nhân 3 vào đây nhá. Thì là 3 nhân 1 thì chả bằng 3. Thế chả giống hệt à? Ok. Nếu đã nhân 3 vào đây thì phải nhân cả 3 vào đây nữa. Nhân cả 3 vào đây nữa. Đúng không? Cho nó đồng đều. Ok. Nào, Hiệp sẽ nhân 3 nè. Thầy cho mình sẽ cùng nhân 3 nhé. Đó. Nào, với điều kiện trên thì bây giờ ta bắt đầu giải nhé. Hệ sẽ tương đương. Với điều kiện trên hệ sẽ tương đương. Nào, nhân 3 phương trình trên nào Hiệp ơi. Anh thấy là 3 trên x trừ 2 ạ. 3 trên x trừ 2. Cộng. Cộng 3 trên 2y trừ 1 ạ. 3 trên 2y trừ 1. Bằng. Bằng 6 ạ. 6 ạ. Tiếp. Bên dưới giữ nguyên. 2 trên x trừ 2. Giữ nguyên tức là chép á. Chép thật khỏe luôn. Rồi, đấy. Nhân 3 vào được chưa? Nào, tương đương. Bây giờ em muốn cộng 2 phương trình này hay là trừ 2 phương trình này? Đây, hai cái này giống nhau rồi. Cộng hay trừ nào? Em thấy là trừ ạ. Trừ làm sao mà hết được? Em phải cộng nhé. Bên trên là dấu cộng, bên dưới dấu trừ. Cộng với nhau là hết luôn. Được chưa? Còn trước em? Đồng ý là phải cộng với nhau không? Cộng với nhau đây là 3. Đây là âm 3, cộng với nhau sẽ hết. Nào, em cộng đi. 3 cộng 2 bằng 5 ạ. Đúng. Như vậy sẽ là 5. Chúng ta thả cái x trừ 2 xuống. Tiếp. 3 cộng âm 3. Đây là hết. 6 cộng 1 bằng 7 ạ. Bằng 7. Thì ở đây thầy ghi là bằng 7 chia 1 đi. Đó, 7 chia 1. Rồi, trong hai phương trình đầu tiên em giữ lại một cái. Trong hai phương trình này em giữ lại một cái. Em muốn giữ lại cái nào? Cái 1 ạ. Cái 1. 1 trên x trừ 2 cộng 1 trên 2y trừ 1 bằng 2. Đó, đơn giản thôi. Được chưa? Cái đầu tiên ta nhân chéo đi em. Nhân chéo. Nhân chéo tức là 5 nhân bao nhiêu, x trừ 2 nhân bao nhiêu? Đây là bằng 6 ạ. À, cái gì bằng 6? Bạn này nghe chừng là cộng trừ nhân chia có vấn đề nhá. Mời bạn khác nào. Mời bạn khác nhá. Nào, mời bạn Định nào. Định nhân chéo cho thầy nào. Định đâu? Định Bon. Định đâu rồi? Chết.
chạy đi đâu hết này. Đình Huy nào. Đình Huy. Alo Đình Huy. Em này là cái bằng 7. Cái này là bằng 7x-14. À 7x-14, tốt. Kinh nhở, nhân nhanh phết đấy. Phải bằng? Bằng 5 ạ. À. Bên dưới thì em cứ chép nhiệt tình thôi nhá. 1/x-2 cộng 1/2y-1. Chắc chắn là có cách giải khác nhanh hơn, nhưng mà nó hơi khó học, cho nên thầy chọn cách là đơn giản này để truyền đạt cho các em. Đối tượng các em là đối tượng học yếu nhất trong 5 lớp 9 mà thầy đang có. Thầy đang có 5 lớp 9 thì lớp 9B đang là lớp 9 yếu nhất rồi. Nhá. Nào, tiếp tục chuyển vế đổi dấu. Bằng 7x sẽ bằng 5 + 14 ạ. À là 19. Là bằng 19 ạ. Rồi. 1/x-2 cộng 1/2y-1 bằng 2. Vậy x bằng bao nhiêu nào? X sẽ bằng 19/7 ạ. Tốt, đấy thế x bằng 19/7 xuống dưới này. Thậm chí lời máy tính bấm luôn. Nào, thay x bằng 19/7 vào đây, rút máy tính ra. Nào, x bằng 19/7 đúng không? 19/7 nhá, bấm nhá. 1 này, chia này. X là 19/7 này. 19 chia 7 này. Đó, bấm luôn chỗ này nhá, trừ 2. Đó, nhìn thấy bấm chưa? Thấy ơi em tính kém thì có máy tính tính hộ mà. Đấy, 1/19/7 chia 2 với x là 19/7 mà. Ta ấn dấu bằng cái luôn, như vậy là 7/5 nhá. Như vậy chỗ này là sau khi ấn máy ta được là 7/5 này. Đó. Như vậy là cộng 1/2y-1 bằng 2. Đó. Được chưa? Sao này nghiệm xấu đấy nhỉ? Hay thầy cho mình làm nhầm ở đâu nhỉ? Thầy cũng chưa thấy đề thi thật nào nghiệm nó xấu như này đâu. Đấy, 7/5 bay sang bên kia gặp 2 thì lại là máy tính này. 2/7/5 này. Đó. Thì đồng 3/5, ok. Như vậy là 1/2y-1 đây bằng 3/5. Thầy ơi thầy tính nhanh quá mà. Em ơi thầy có tính đâu. Thầy bấm máy mà. Nhá. Nhưng mà thầy bấm vẫn nhanh. Thì bấm thì chả nhanh. Đấy đùa thôi, bấm đến là chậm rồi. Đấy, x bằng 19/7 thì cứ kệ thôi, cứ chép nhá. Nào, bây giờ nhân chéo nào, em nhân chéo tiếp đi nào. Em đã xếp bằng 6y-3. À, ngon rồi. 3 bằng 5. Đấy, sắp xong rồi, cố lên đi. X bằng 19/7 này. Đấy, 6y bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 5 + 8, 5 + 3 = 8 ạ. À. Ok, quá ngon rồi. Phát cuối cùng nào, cố lên. 19/7 nào. Thế còn y bằng 8 chia mấy nhỉ? 8 chia 6 ạ. À. Rồi, ok, 8 chia 6, cứ cho máy tính nó tính kệ. 8 chia 6 này. Đó, a à, bằng 4/3 nhá. 4/3. Đó, xem thỏa mãn điều kiện không? X phải khác 2, còn bên dưới là y này, chỗ này là nhầm này, chỗ này chữ y nhá, chỗ này chữ y này. Rồi, tẩy khó thế. Cái tẩy về nhá. Chỗ này là y nhá, y khác 1/2. Đấy, x phải khác 2, y phải khác 1/2 nhá. À, x rồi khác 2 rồi, y khác 1/2 rồi. Vậy ta ghi chữ thỏa mãn vào đây. Gì mà nghiệm xấu dữ vậy. Vậy hệ phương trình có nghiệm. Là x bằng 19/7. Y bằng 4/3. Đấy, hết bài. Đấy. Đây thầy kéo nhỏ lại cho các em nhìn một lượt. Lời giải khá là dài vì hệ số xấu quá. Thế rồi. Rồi các em.
Được chưa các em? Xong nhá. Rồi, như đã hứa là trong mấy bài đó thầy đã giải được một bài rồi. Xem trong mấy bài khác xem sao. Đấy, phòng to lên. Đấy. Đấy, ba bài đó giống nhau, thầy sẽ giải một bài thôi. Đấy, mấy bài có căn thì giống nhau nhá. Đấy. Cái bài cuối cùng cũng có căn nhưng nó khó hơn, bởi vì nó có cả x bình phương á, nó có cả x bình phương thì nó khó hơn một tí tẹo thôi. Đấy, trong hai bài có căn này thầy sẽ giải kem một bài, em chọn đi nhá. Đấy, để kem tiện theo dõi thì đây, trong ba bài này là một, đây đánh dấu là một đi, lại đánh dấu lại một hai. Đấy, trong hai bài một và hai thầy sẽ giải kem một bài thôi. Kem muốn giải bài một hay bài hai nào? Bài hai nhá. Ok, và thầy sẽ chép đề bài như sau: giải hệ phương trình. Bốn nhân căn của x cộng ba trừ chín nhân căn của y cộng một bằng hai. Năm nhân căn của x cộng ba cộng với ba nhân căn của y trừ một y cộng một đó bằng 31. Em chép đề đi nhé. Đấy, thì bài bây giờ chỉ còn thế này thôi. Được chưa? Nào, bài này em nhìn thấy là cái thứ nhất em nhìn thấy ngay là có căn, có căn. Được chưa? Nhưng mà một bên là 4, một bên là 5, là không giống nhau. Được không? Như vậy thì trước khi mà nói đến chuyện giống hay khác thì ta phải đặt điều kiện nhá. Điều kiện là cái biểu thức bên trong căn, biểu thức bên trong căn tức là x cộng 3 ấy, thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, lần sau mà gặp căn các em biết đường nhá. Nữa này, em lại nhìn thấy cái căn nữa. Trời ơi, sao nhiều căn thế? Rồi, giống như thế thôi, mình cứ tương tự thôi nhá. Căn của y cộng 1 thì cái biểu thức bên trong căn là y cộng 1 nhá, thì cũng là điều kiện là y cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Được chưa? Đó. Rồi, thì cái này sẽ tương đương chuyển sang là x lớn hơn hoặc bằng âm 3. Đó, còn y lớn hơn hoặc bằng âm 1. Đấy, xong rồi. Đấy, xong điều kiện nhá. Rồi, em nhìn nhá, bên trên là 4 này, bên dưới là 5 này. Nếu mà muốn giống nhau ạ thì bên trên nhân 5, bên dưới nhân 4 thì hơi dài. Một cách khác ngon hơn nhá. Bên trên này là 9, bên dưới này là 3. Vậy ta chỉ cần nhân 3 phát nhé. Nhân 3 phát xuống bên dưới là ok luôn, ngon luôn nhé. Như vậy ta sẽ biến đổi hệ phương trình tương đương với nào. Một bạn thực hiện là bên trên thì để nguyên, bên dưới thì nhân 3. Bên trên để nguyên nhé, là 4 nhân căn của x cộng 3. Đấy, để nguyên. Trừ đi 9 nhân căn của y cộng 1 cũng để nguyên luôn, bằng 2. Còn bên dưới thì nhân 3. Một bạn nhân giúp tôi nhé, đừng nói là không nhân được. Đấy, như bạn Giang là đang học được rồi nhé, bạn Giang đang học được rồi thì lại hỏng mấy chết thật, cố mà nắm bắt cơ hội nha Giang nhé. Còn mất gốc này, mất gốc xấu quá rồi đấy. Tình hình Covid này thì có mà còn sơi mới lại được học ở nhé. Mời bạn Nam Sơn nào. Em nuôi thầy Nam 10 năm. Đúng rồi, 3 nhân 5 thì là 15. Ôi, thì chỉnh lại căn đích cộng 3. Trước thầy chỉnh lại cái bút. Ok, 5 nhân 3 đây là 15. Đúng rồi, căn đích cộng 3. Đấy, nhân 3 vào đây. Cộng 9. Tốt. Căn y cộng 1 ạ. Tốt, nhớ bên kia cũng phải nhân 3 nhá. 31 nhân 3 nhân được thì nhân, không nhân thì bấm máy, không ai sợ, không ai kêu. 93. Quá ngon luôn. Được không? Rồi, ok. Cộng nào? 4 cộng 15. 19 ạ. Chính xác. Hạ cái căn x cộng 3 xuống. Trừ 9 cộng 9. 0 ạ. Hết. Đúng rồi. 2 cộng 9 3. Bằng 95 ạ. Trời, sao nghiệm xấu thế nhỉ? Yeah. Liệu thầy cho mình có nhầm cái gì không mà sao nghiệm xấu thế? 95. Yeah. Ok, chưa chắc nó xấu nhỉ. Yeah. Trong hai phương trình đầu tiên em giữ lại một cái. Trong hai phương trình đầu. Phương trình 1 ạ. Các bạn hay quen phương trình 1 nhỉ? Cũng không sao cả. Nhá.
Đây, chép lại một cái. Chép mà có tính gì đâu. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Em đưa thầy là căn x cộng 3 bằng 95 chia 19 ạ. Ơi, máy tính nha. Xem máy tính nó xử lý được bằng 5 ạ. 95 chia 19. À, mình cứ tưởng nghiệm xấu hơn nghiệm đẹp các cậu ạ. Nha, bằng 5. Rồi, căn x cộng 3 chính là 5 đây nhá. Chính là số 5 đây. Như vậy là 4 nhân gì nhỉ? 4 nhân 3, 4 nhân 5 ạ. Đúng rồi, 4 nhân 5 nhá. Ok. Trừ đi 9 nhân 5. 9 nhân với căn y cộng 1 ạ. Bằng 2. Đấy, chính là thay thay cái căn bằng 5 xuống thôi. Ok. Nào, tương đương. Nào, x cộng 3. Sẽ bằng x cộng 3 bằng 5 ạ. Bình phương bằng 25 ạ. Đúng, 5 bình phương tức là 25. Ngon rồi. Bên dưới đây là con 9 với con 2 đổi chỗ cho nhau đi. Đổi chỗ thành đây là 20. 20 trừ mấy? Trừ 2 nhá. Con 2 chuyển sang bên này mà. Đó, bằng 9 ạ. À, bằng 9 lần căn. 9 lần căn. Căn y cộng 1. Ok, nào con 3 bay sang đây làm bạn với con 25 đi. X bằng x bằng 22. Quá tốt. 20 trừ 2 bằng 18 ạ. 18 chia 9. 18 chia 9 bằng 2. Quá tốt. Đơn giản thế nhưng khối ông là tính nhầm rồi. Nhá. Thầy ơi. Nói đi Dũng. Thầy ơi, máy em biết pin em đổi máy thầy ơi. Cho em vào lại ạ. Ok, bảo rồi. Cũng là thầy ơi, em có thể gọi là thưa thầy thì cũng được. Gọi thầy ơi cũng được nhá. Không không phải là xấu nhưng mà gọi thưa thầy thì nó sẽ hay hơn. Nhá. Lần sau mà gặp những thầy cô khác. Được chưa? Nào tiếp tục nào. X. Em đưa thầy là x bằng 22. À, lại y cộng 1. Bình phương lên. Y cộng 1 bằng 4 ạ. Trời ơi, nét thế. Nhá. X bằng x bằng 22. Y bằng y bằng y bằng 3. Quá chính xác. Các ông đừng có cười, đừng có tin tưởng nhé. Tức là y cộng 1 bằng 4, y bằng 3. Phải nói là nếu bình thường là còn dễ. Thế nhưng mà làm nó nằm trong một bài toán lớn nhé. Nó dối lắm. Nó dối lắm. Không tin nhá. Các ông các bạn cứ thử tự tay làm từ đầu đến cuối cái bài này mà xem. Không lại sai, gọi là sai sai lòi mắt ra như à ừ suốt ngày. Được chưa? Chứ bình thường nhá, bình thường x cộng 3 bằng 25 thì x bằng 22 ai mới chả làm được. Đúng không? Nhưng mà khi mà xét nó trong một bài thi lớn như thế này thì cái khả năng nhầm của nó rất là lú nhá, nó rất là dối. Phải cẩn thận nhá. Ok. Là x bằng 22 có lớn hơn 3 không? Dạ có. Y bằng 3 lớn hơn 1 không? Dạ có luôn. Thế thì ghi chữ thỏa mãn. Còn nếu không có thì ghi chữ phải. Được chưa? Vậy hệ có nghĩa không? Hệ có nghĩa. Đó là x bằng 22, y bằng 3. Đó, mọi người chép. Quá đơn giản. Quá đơn giản luôn đúng không? Đấy, cách giải một bài nhá, bao gồm cả đặt điều kiện, bao gồm cả cách giải, cả đáp số, cả trình bày, cả kết luận luôn. Đó, các em lại bảo, ui, tao giải bài này tốt lắm, mỗi tội không biết trình bày. À, tao giải bài này rồi, mỗi tội tính toán kém. Bài này tao làm tốt, mỗi tội là không biết kết luận. À, bài này tao quên hay quên điều kiện lắm. Đó, tức là bất kể một nội dung nào yếu thì đều sẽ phải trả giá bằng cách là bị trừ điểm. Thậm chí là nếu mà làm sai còn mất hết điểm luôn. Thế cho nên ví dụ những cái phép toán tưởng chừng như đơn giản nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan nhé. Y cộng 1 bằng 4 đấy. Nếu mà các em cứ làm chính xác là tốt. Làm đúng thì thầy phải khen. Làm kém thì thầy phải chê. Thầy rất là rõ ràng. Được chưa? Như vậy bạn vừa rồi là Nam Sơn đúng không? Nam Sơn làm tốt. Đấy. Cứ như thế này mà phát huy cho Nam Sơn đấy. Không cần phải sang lớp A đâu. Em sang lớp A thì đuối quá. Sang lớp A là đuối. Ví dụ như mà sang học kỳ 2 đấy, học ợp mà cảm thấy mà mạnh hơn hẳn thì lúc đó sang lớp A sau. Bây giờ mà sang lớp 3 thì lại không đỡ được. Nam Sơn nhé. Cứ ở đây này, bài nào giơ tay, sợ gì? Bài nào giơ tay luôn. Còn gọi hay không là việc của thầy, còn giơ hay không là việc của em. Đúng không?
Thế xem nào, cứ làm đúng những bài này là đỗ, cứ gì cứ phải ngồi lớp A thì. Hay là bởi vì lớp A có mức thưởng. À đấy, nhân dịp là nói chuyện thưởng nhé. Bên lớp A nếu như các bạn mà để xác định là đạt yêu cầu thôi, chỉ cần đạt yêu cầu nó không cần giỏi nhé. Chỉ cần đạt yêu cầu thôi thì mức thưởng như này này. Nếu bạn thi được 9 cho đến 9,4 thì bạn được bao nhiêu tiền em nhỉ? 200.000. Được không? Thưởng ít thế, thầy giáo nghèo tiền đâu. Nếu như bạn thi mà được từ 9,5 đến 9,9 thì bạn được 500.000. Còn nếu như bạn thi được 10, bạn sẽ được thưởng 1 triệu. Còn nếu bạn thi mà điểm số của bạn nhỏ hơn 6, tức là cái gọi là điểm đỗ của ngoài đấy, ví dụ của ngoài là 6 mà bạn được nhỏ hơn 6 thì bạn sẽ được thưởng 2 triệu. Đó. Đấy, mức thưởng của lớp 9A hấp dẫn không? Đấy, chính vì thế cho nên rất nhiều bạn cứ tha thiết bầu bì với lớp 9A. Trong khi nó không đủ trình độ thì cố quá lại thành học. Nhá. Đấy mức thưởng của lớp 9A đấy. Được chưa? Đây là thưởng nhé. Bạn quá xuất sắc khi bạn có thể đạt dưới 6 điểm, tức là điểm mật vào khoảng ngoài ấy, thì bạn sẽ được thưởng 2 triệu. Và mức thưởng này công khai cho cả học sinh và cả phụ huynh rồi. Điều kiện rất là đơn giản, bạn chỉ cần đạt yêu cầu thôi. Tức là cộng trừ nhân chia bình thường. Còn nếu như bạn cộng trừ nhân chia bình thường đi học đầy đủ, quyết tâm học rồi mà làm không được, đấy là lỗi của thầy. Như bạn cộng trừ nhân chia không nổi, kiểu như y cộng 1 bằng 4 mà cứ 5 lần 7 lượt sai thì thôi nhá. Đừng vào lớp A làm cái gì nhức đầu đấy. Đó. Rồi, mấy bài như thế là đã rõ nhá. Đây. Thế còn đây, nhân tiện giải luôn câu này nhá. Nhân tiện giải luôn câu này. Đấy, kem chép đề bài câu này đi. Đấy, chép luôn, thầy đỡ phải chép lại đề bài nữa. Đấy. Nhá. Nhân giải luôn câu này. Câu này nó liên quan đến một kiến thức, đó là cái phương trình bậc 2 nhá. Phương trình bậc 2. Cái phương trình bậc 2 thì chắc là ở nhà trường ấy, các nhà trường thì đều đã dạy cho kem rồi. Kem biết tính delta giải phương trình bậc 2 chưa? Im im. Có hay chưa thì cũng phải nói để thầy biết chứ. Chưa học đến thầy. Chưa học đến à? Thế thì lát nữa đến phương trình bậc 2 thầy sẽ cho phép kem bấm máy nhá. Như vậy bài này sẽ không thiên về trình bày bởi vì là trên lớp 9 chưa học tới. Mình phải nói là các thầy cô trên nhà trường dạy nhiều chứ các giáo viên dạy thêm được bao nhiêu đâu. Cho nên cái chuyện mà kem đỗ hay trượt là do bản thân các em là chính. Còn sau đó là đến lượt các thầy cô dạy kem từ ngày xưa đến bây giờ. Cho nên nếu đi chơi thầy cô mà tặng quà cảm ơn nên tặng quà những thầy cô dạy chính nhá. Thế còn dạy thêm thì gửi lời chúc được rồi. Nếu có tốt bụng hơn nữa thì gửi cho cốc trà sữa nhá. Đấy hôm nay thì các bạn gửi cho thầy hàng hai túi gọi là khoai chiên. Ngon không? Đấy, thế là vui rồi. Được không? Kem nộp tiền học phí cho thầy rồi, không cần phải tặng như những năm trước mà phụ huynh có những phụ huynh không biết không hiểu ý thầy á, cũng có tặng rất là nhiều những cái đồ gọi là về giá trị vật chất lớn thì nó không hay đâu. Đấy, nó không cần thiết nhá. Gửi thầy tặng thầy bó hoa mà hoa đắt phết đấy. Thôi, mua cốc trà sữa gửi thầy, vừa ít tiền lại vừa ý nghĩa, đúng không? Việc gì đâu nhá. Tủ lạnh nhà thầy to lắm, ôi giời, cứ tặng nhiều những cái đồ ấy vào thầy cất hết trong tủ lạnh, chứ còn bây giờ lại mua đôi giày mấy trăm nghìn à. Đấy, rất là phí nhiều quá, đi đâu hết đâu, rồi lại thắt lưng, rồi lại visa, rồi lại áo, có mặc hết đâu, nó rất là lãng phí nhá các bạn nhá. Đấy, thì thầy gì mà thầy nói thẳng thế, nói thế cho nó dễ, không có. Đấy, như thậm chí là có mẹ còn mang, có ba phụ huynh còn mang phong bì để cho thầy lại. Thì trước mắt là thầy nhận rồi, cảm ơn, hôm sau là mang đi gửi lại rồi, thôi em nhận tấm lòng thôi, chứ còn tiền em thu học phí các cháu rồi. Đấy, thế tối đứa nào biết đường mà gửi trà sữa đến nhá. Nhắc khéo đấy. Đấy rồi, nào bây giờ là điều kiện nhá. Đấy, các em nhìn này, căn hả, cái biểu thức dưới căn chính là y cộng 1, cái này quen rồi đúng không? Vậy là y cộng 1 này, đó, y cộng 1 đó, phải lớn hơn bằng 0. Đó, cái M1 chuyển sang đây. Đấy, thì tức là Y phải lớn hơn hoặc bằng âm 1. Đấy, xong rồi. Đấy, đặt điều kiện có thế thôi. Nào, bây giờ quan sát nhé. Quan sát hệ số này. Quan sát hệ số nhé. Hệ số này là 2 này. Hệ số này là 3 này. Muốn giống nhau thì hơi bị mệt đấy. Bên trên phải nhân 3, bên dưới phải nhân 2. Hệ số này là 2 này. Hệ số bên trên này không có gì, tức là ta hiểu là 1 nhé. Bên trên là 1, bên dưới là 2. Muốn giống nhau thì chỉ cần nhân 2 lên bên trên. Rồi, âm 1 bạn sẽ làm được thôi. Hệ đã cho tương đương với, tức là với điều kiện trên, hệ đã cho tương đương với. Nào, bạn nào xung phong nào, đi để xung phong nhanh còn kịp, không xung phong thì đến Tết mới có được làm bài này nhá. Mỗi lần Tết là Tết lâu lắm đấy, còn Tết Covid đấy,
Ủa kìa, người đâu? Học sinh của tôi đâu hết rồi? Chia thành từng nhóm nhỏ để điều trị mà không điều trị được nữa. À, mời bạn Dũng Tây Đằng, Dũng con nào. Hello Công Dũng. Dạ. Công Dũng giải đoán. Em thưa thầy là nhân 2 vào đây. 4. 4. 4. X bình trừ 2X. Vẫn luôn. Nhân 2 vào đây. Cộng 2 căn Y cộng 1 bằng 0. Nhân 2 vào đây. Này nhân 0 vẫn bằng 0 nhá. Bên dưới chép lại. Ở dưới chép lại. Tốt. Nào, cộng bằng 7, 7. 7 x bình trừ 2 x không bằng âm 7. Bằng âm 7. Trong hai phương trình đầu tiên chép lại một đứa. Phương trình 1. Phương trình 1. Quá tốt. Nào, x bình trừ 2x bằng âm 1. Chính xác. Thế x bình trừ 2x bằng âm 1 xuống đây. X bình trừ 2x đây này. 3 nhân 3 nhân âm 1. Tốt rồi. Cộng căn y cộng 1 bằng 0. Trời ơi, nét nè nẹt, các bạn chép nhanh còn kịp nhá, không lại bảo là thầy ơi nhanh quá em chưa kịp chép. Hả? Chỗ đấy đâu mà? Đâu? Đâu hả bạn? Thầy... 3, 3 nhân căn x bình trừ 2x, thầy chỗ đây là 2 mà thầy. 3? Ta nên lấy phương trình 1 mà là phải là 2 chứ thầy. Lấy phương trình 1 hả? Đâu? Để thầy xem nào. À, đây rồi. Lúc mắt tình thế chị. Đây, thầy phải chuyển sang hẳn cái màu đỏ này chỉ nhá. Tức là chép cái phương trình 1 nhá. Chép phương trình 1 thì chỗ này phải là số mấy nhỉ? Số mấy đây? Số 2. Ấy, mà chỗ này đấy thầy lại đi chép số mấy nhỉ? À đấy, thế là thầy sai rồi nhá, xin lỗi nhá, để sửa lại đây. Cứ mỗi cái việc chép cũng không nên thần, thế thì có chết dở không. Cũng may là có bạn Kim Liên, bạn ấy đọc sớm đấy, không có sai nữa. Cái này là số gì nhỉ? Số 2 đúng không? Đó, số 2 nhá. Chép thôi mà có tính gì đâu. Đây là số 2. Cảm ơn Kim Liên nhá. Ổn chưa Liên ơi? Tương đương ở trên có hai trường hợp. À đâu, hai trường hợp đâu? Có trị tuyệt đối đâu mà hai trường hợp. À. X nhân x trừ 2. Đừng đặt những biểu chung. X bình trừ 2x chuyển vế đổi dấu cộng 1 bằng. Cộng 1 bằng 0. Không. Nào bên dưới. Căn. Căn 2. À căn y cộng 1 bằng 2. Chúc mừng em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em xử lý từng đứa một. Với cái đứa này thì em nào nhận ra hàm đẳng thức thì ta làm luôn. Còn nếu chưa nhận ra hàm đẳng thức thì chúng ta sẽ làm như này. Các em mở máy tính nhá. Mở máy tính nhá. Em sẽ bấm này, menu. Các bạn bấm vào menu xem nào. Sẵn sàng mở máy tính chưa? Menu này. Đó, thì nó hiện ra cái bảng này, ta bấm số 9 này. Đó, thì ta giải phương trình đầu tiên nhá, ta giải phương trình đầu tiên thì ta chọn số 2 này. Đó, vì phương trình đầu tiên là x mũ 2 là to nhất cho nên ta sẽ chọn số 2 này. Đó, rồi. 1 x bình phương ta bấm 1 bằng này. Trừ 2 x ta bấm là trừ 2 này. Bằng này. Cộng 1 ta bấm là 1 bằng này. Đó, cứ bấm máy là ra hết. À, được x bằng 1 thầy ơi. Chắc còn nghiệm nữa không? Ồ, hết rồi nhá. Vẫn chỉ x bằng 1 thôi. Được chưa? Như vậy cái phương trình đầu tiên ta được x bằng 1. Ai bảo thế? Bảo máy tính bảo thế. Đó, được chưa? X bằng 1. Thế còn là phương trình thứ hai nào Dũng con? Căn A y cộng 1 bằng 4. Quá tốt. Tương đương. Tương đương y bằng 5, A y bằng 3. Rồi, đấy, y bằng 5 là chết rồi nhá. Y bằng 3. Rồi, kiểm tra x bằng 1, y bằng 3 nào. Y bằng 3 có lớn hơn âm 1 không? Lớn hơn bằng âm 1 có lớn hơn không nhỉ? Có, đúng không? Vậy thỏa mãn hay loại nhỉ? Thỏa mãn, đúng không? Đó, vậy hệ phương trình có nghiệm. Thế còn nếu mà bị loại thì hệ phương trình vô gì ấy? Vô nghiệm đúng không? Bài này là có nghiệm luôn. Là x bằng 1, y bằng
y bằng 3. Xong rồi, đấy, mời các em chép đi. Thu nhỏ nó một chút để các em nhìn toàn cảnh. Rồi, thế là đủ chép rồi đúng không? Xin mời. Xong nhá. Nào tiếp tục chương trình. Em chép xong chưa? Chắc là chép xong rồi, nhưng chép mà còn chậm thì chết. Đây, có chỉ tuyệt đối đây, mấy phương trình có chỉ tuyệt đối đây. Đấy, bây giờ còn mỗi một loại toán này nữa là hết thôi. Đó, trong ba cái hệ này thầy sẽ giải cho các em một cái nào cũng được như nhau cả thôi. Yeah. Đấy, mời các em. Ba cái này giống nhau cả thôi. Thầy sẽ làm cho em một cái. Đấy, các em chọn đi. Mời các em chọn. Trong khi các em lựa chọn nhá, thì thầy nhắc luôn là buổi sau học hình nhá. Buổi sau học hình. Được chưa? Hình ở đây là hình gì? Hình nón này. Hình trụ này. Hình cầu này, đấy thầy nhắc luôn. Cho nên các em phải chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ học tập nhé. Dụng cụ học tập. Học hình thì thước, kẻ, compa, bút chì đấy. Những cái thứ đấy rất là cần thiết rồi. Đó. Đó, tức là chuẩn bị dụng cụ học tập cho thầy. Bài 1, ok. Như vậy chọn bài 1 nhé. Đồng ý luôn. Đề bài, các em chép đề bài như sau. Giải hệ phương trình. Đó, xong nhé. Rồi, ok, mời các em. Đó, thi thật cái này tốt nhỉ. Nào, quan sát nhé. Quan sát một chút. Hơi ngầu, hơi yếu đuối chút. Nhưng mà cứ phải giảng cho nó đủ này. Chỗ này là một lần trị tuyệt đối. Còn chỗ này là ba lần. Vậy thì muốn giống nhau ta phải làm gì? Muốn giống nhau ta phải làm gì? Ta nhân mấy nhỉ? Nhân mấy ạ? Nhân mấy thì giống nhau? Ôi, tương tác kém thế. Chết. À, có mấy bạn comment. Ok, nhân 3 nhá. Cảm ơn Hiếu nhá. Ok. Thì các bạn phải tương tác mạnh vào. Bạn nào gọi là ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm chứ. Không có súng gươm thì dùng gậy gộc dao mát cũng được mà. Đúng không? Đấy, nôm na như thế. Được chưa? Nghĩa là bạn nào mà có mic thì bạn trả lời cho thầy, bạn nào không có mic thì bạn gõ vào cái phần trò chuyện này. Đấy, phải tương tác mạnh vào học nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên mà thầy ơi cần gì phải nhân 3 để làm gì cho nhức đầu ra? Có ai biết vì sao không cần phải nhân không? Nào, có ai biết vì sao không cần phải nhân không? Nói thầy biết nào. Vì sao không cần phải nhân? À, bởi vì hai y là giống nhau rồi, chính xác nhá. Cảm ơn Hiếu và cảm ơn Nam nhá. Bởi vì hai y là giống nhau sẵn rồi mà thầy, ôi thầy buồn cười nhỉ, này, ôi rồi ôi này, trên hai y này, dưới hai y giống nhau sẵn rồi, cần gì phải nhân nữa, ồ nhỉ, vậy cộng thôi, nhá, cộng này, đấy, lập tức giải luôn, cộng vào, 1 y, 1 nhân với 3, cộng với 3 đây là 4, trị tuyệt đối x trừ 1 hạ xuống, đấy chưa, 2 y với 2 y mà có dấu trừ ở đây nữa là hết, rồi 0 với 8 đây là 8, rồi cho ngon lành kinh đào, trong hai phương trình này giữ lại 1, ví dụ như giữ phương trình đầu tiên đi. Được chưa? Đó, đơn giản thế thôi. Nào, 4 nhân trị tuyệt đối này bằng 8, như vậy là trị tuyệt đối của x trừ 1 sẽ bằng 2. Nào, thay bằng 2 trong đây. 2 trừ 2y bằng 0. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn các em xử lý nốt cái chỗ này nhé. Đấy, mình vẫn cứ mở cái này ra này, được chưa? Trị tuyệt đối của y trừ 1 bằng 2 thì bây giờ là mới chia 2 trường hợp nhé. Trị tuyệt đối của y trừ 1 bằng 2 chia 2 trường hợp, ta mở cái móc như này này. Đó, ta mở cái móc nhọn như này nhé. Đây, mở lại cho em xem này, mở móc này, đó, được chưa? Thì trường hợp thứ nhất là x trừ 1 là bằng 2.
Trường thứ hai là x trừ 1 vẫn bằng 2 nhưng có dấu âm ở đằng trước, tức là âm 2. Thế còn bên dưới thì dễ rồi. 2 trừ 2y bằng 0, như vậy là y bằng 1 rồi. Đó, cứ thế tiến hành thôi. Đây, y bằng 1 ta chép lại nhé. Đấy, chuyển con 1 này bay sang thì được là x bằng 3. Chuyển con âm 1 này bay sang thì được x bằng âm 1. Hết bài. Đấy chưa? Kết luận. Vậy hệ có nghĩa không? Nghiệm thứ nhất, lấy x bằng 3 thì được y bằng 1. Nghiệm thứ hai, lấy x bằng âm 1 thì y vẫn bằng 1. Đó, đây cách kết luận nghiệm trong bài toán trị tuyệt đối. Cơ bản thì quan sát đề thi của Hà Nội có các năm thì thầy thấy các chỉ có ngần đấy dạng thôi. Còn đâu thì các em sẽ tập luyện nha, tập luyện. Được chưa? Đấy chỉ có ngần lấy bài thôi. Ok. À, thầy cũng dừng video tại đây vì đến đây là đoạn tập luyện. À, đây trước khi các bạn nhìn tập luyện đề bài ở đâu thì đề bài đây các em ơi. Nhá, đề ngoài những câu chưa làm ở đoạn trên nhá. Các em thấy là có đề thi vào 10 của Hà Nội đây. Có tất cả 8 đề thi vào 10 của Hà Nội. Nhá. Đấy thì nó cũng giống hệt như những cái thứ mà thầy cho mình vừa làm thôi. Được chưa? Và cơn mưa bài tập thì chắc các bạn biết rồi. À, các bài tập được chế ra tương tự, được chế ra tương tự nó nhiều nhiều đến mức độ người ta gọi là thầy đã gọi nó là cơn mưa nhá. Đấy, nó quá nhiều luôn. Đấy, em nào muốn luyện thế nào thì luyện, được chưa? Đấy, gọi là cơn mưa bài tập đấy, để cho các em biết nhé. Được chưa? Nào, đấy, dừng video nhé.